Cuộc đời của hậu Hàn Quốc Go Hyun Sun vào thời điểm tuổi 24 rực rỡ nhất, thành công và quyền lực nhất, cũng đẹp từ cuốn truyện cổ tích Cô bé lọ lem. Năm 1995, Go Hyun Sun lên xe hoa với Jung Yong Jin, anh là công tử của gia tộc tài phiệt số 1 Hàn Quốc Samsung. Cuộc hôn nhân khiến cả làng giải trí châu Á ngưỡng mộ, song không ít người cho rằng Go Hyun Sun kết hôn vì tham tiền. Cô quyết định bỏ ngoài tai mọi định kiến xã hội, bước vào lễ đường với chàng hoàng tử của đời mình. Nhưng tưởng nàng á hậu có cái kết đẹp như một cuốn truyện ngôn tình, không ngờ lại là nơi khởi đầu của địa ngục trần gian. Á hậu Hàn Quốc dập tàn định kiến bình hoa di động. Go Hyun Sun sinh năm 1971 tại một vùng nhỏ thuộc hạt Hwaseong, tỉnh Nam Seola, Hàn Quốc. Từ nhỏ, Go Hyun Sun đã thể hiện tài năng vượt trội ở mảng nghệ thuật, song vùng quê nhỏ không phải là nơi lý tưởng cho mỹ nhân này phát triển tài năng. Go Hyun Sun quyết định lên Seoul học tập. Nhiều năm miệt mài bên sách vở, cô giành được tấm bằng tốt nghiệp ngành nghệ thuật biểu diễn của Đại học Trung Quốc, ngôi trường đại học tư thục lớn Hàn Quốc. Năm 1989, Go Hyun Sun gây chú ý khi đạt được giải Vương miện Á hậu 1, cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Đây cũng là bệ đỡ đầu tiên giúp cô bước vào làng giải trí với tư cách diễn viên. Thời gian đầu, Go Hyun Sun không được đánh giá cao, bởi từ xưa đến nay, Hoa hậu hay Á hậu Hàn đều bị công chúng đánh giá là bình hoa di động, cố bám lấy cái danh diễn viên để kiếm một tấm chồng đại gia. Thế nhưng bằng chính tài năng thiên bẩm, Go Hyun Sun đã đập tan định kiến này. Bộ phim Đồng hồ cát do nàng Á hậu thủ vai trở thành bộ phim từng đạt kỷ lục rating cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc với 64,5%. Cô được khán giả và giới chuyên môn công nhận về khả năng diễn xuất, lột xác thành ngôi sao và được săn đón nhất vào thời điểm đó. Trở thành lọ lem đời thực khi kết hôn với cháu trai chủ tịch Samsung. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Go Hyun Sun tuyên bố rời xa làng giải trí để kết hôn với Jung Yong Jin. Hôn phu của cô là phó chủ tịch tập đoàn thương mại cao cấp nhất Hàn Quốc Shin Se-ge, cũng chính là cháu trai của chủ tịch Samsung. Mẹ của Jung Yong Jin, bà Lee Myung-hee, đảm nhận vị trí chủ tịch nòng cốt của Shin Se-ge. Tại thời điểm cặp đôi kết hôn, tài sản của vị hôn phu Go Hyun Sun rơi vào khoảng 1,3 tỷ đô la, hơn 30.000 tỷ đồng, một con số khổng lồ khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp. Trước sự ngỡ ngàng của công chúng, Go Hyun Sun chính thức trở thành con dâu nhà gia tộc giàu có, quyền lực nhất Hàn Quốc Samsung. Để bảo toàn cho cuộc hôn nhân danh giá, Go Hyun Sun đã từ bỏ tất cả, kể cả sự nghiệp đỉnh cao để về làm một người vợ hiền, phò tá người chồng quyền thế. Làm dâu nhà tài phiệt đã khó, đối với những người không được ngậm thìa vàng từ trong trứng nước như Go Hyun Sun càng khổ hơn gấp bội, bởi không phải ai cũng có thể thay đổi để thích nghi với lối sống xa hoa của giới siêu giàu. Từ bỏ ngai vàng showbiz để chăm lo cho gia đình, Go Hyun Sun lại bị gia tộc nhà chồng coi thường vì xuất thân không mấy cao sang. Trong cung điện của tập đoàn Shin Se-ge, cô chỉ như một người giúp việc không hơn không kém. Còn nhớ trước khi kết hôn, Go Hyun Sun và Jung Yong Jin gặp nhau tình cờ trong một lần nữ diễn viên đến New York. Vì vốn tiếng Anh quá tệ, Go Hyun Sun đã không thể tìm được chiếc ghế ngồi của mình tại nhà hát lớn Winter Garden Theater. Chính lúc này, Jung Yong Jin đã đến giúp cô như một vị hoàng tử. Câu chuyện lãng mạn là thế cũng có ngày bị vén màn. Sau khi hai người kết hôn, vốn tiếng Anh nghèo nàn của Go Hyun Sun đã trở thành công cụ đắc lực để gia đình nhà chồng chèn ép cô mỗi ngày. Ngày ngày ở nhà, các thành viên trong gia đình họ Jung đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và Go Hyun Sun chỉ biết ngồi đó, nhìn họ bằng ánh mắt vô hồn. Cô không dám bắt chuyện và càng bị xài xích khỏi cuộc sống chung của gia đình. Sau khi quyết tâm trau dồi vốn tiếng Anh để không bị thụt lùi so với gia tộc, nhà chồng lại cố tình chuyển qua nói chuyện bằng tiếng Pháp. Giữa gia đình hào môn và nàng Á hậu tồn tại bức tường ngăn cách không thể phá vỡ. Họ nhìn Go Hyun Sun bằng nửa con mắt, như một người không bao giờ có thể đứng cùng đẳng cấp dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. 5 năm sau khi kết hôn, Go Hyun Sun sinh được một quý tử và một cô công chúa cho gia tộc Samsung. Khi gia tộc có người nói giỏi, Go Hyun Sun nhanh chóng bị ép ly hôn. Jung Yong Jin chi cho người chung chăn gối với anh 1,5 tỷ won, khoảng 31 tỷ đồng, khoản tiền như những đồng xu lẻ trong khối tài sản khổng lồ của anh. Go Hyun Sun mất quyền nuôi con, ngay cả việc gặp mặt con cũng không thể vì thế lực nhà chồng quá lớn. Nhiều người nói tôi kết hôn chỉ vì tiền, nhưng điều đó không hề đúng. Tôi từng yêu người đàn ông đó rất nhiều, lúc đó anh ấy như một người lịch thiệp và ấm áp. Nhưng có thể chúng tôi quyết định kết hôn quá nhanh và chưa suy nghĩ chín chắn. Go Hyun Sun ngẫm lại về cuộc hôn nhân đầy sóng gió. Nữ cường nhân tìm lại ngai vàng để các con được nhìn thấy mẹ. Hôn nhân thất bại, Go Hyun Sun thoát tìm đường trở lại làng giải trí. Tuy nhiên, cô không thể xuất hiện trên sóng truyền hình vì bị nhà chồng chèn ép. Mẹ chồng cũ còn tuyên bố cấm cô đóng quảng cáo hay xuất hiện trên bất cứ sản phẩm, dự án nào của tập đoàn Samsung và Shin Se-ge. Một thân một mình không chút quyền lực, không chỗ đứng, không chồng con, nàng á hậu gần như suy sụp hoàn toàn. Tất nhiên lúc này, công chúng vẫn không hề hay biết về tấn bi kịch đằng sau cuộc hôn nhân xa hoa của Go Hyun Sun và cháu trai chủ tịch Samsung. Suốt nhiều năm tháng lặn lội tìm đường trở lại làng giải trí, Go Hyun Sun đã phải chiến đấu rất nhiều với thế lực chèn ép đằng sau tấm màn showbiz. Cô hiếm khi xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo hay sự kiện chính thức, cũng không tham gia vào các bộ phim ăn khách. Thay vào đó, nữ diễn viên thay đổi hình tượng hoàn toàn và thậm chí còn tự cắt giảm mức cát xê để thử sức với các tác phẩm hàng lâm hơn. Năm 2009, Go Hyun Sun trở thành nữ diễn viên đắt giá nhất màn ảnh Hàn nhờ siêu phẩm Nữ hoàng Seon Deok. Cô lấy lại chỗ đứng bằng loạt giải thưởng danh giá như Daesan tại MBC Drama Awards và Paesan Ice Awards.
giải nữ diễn viên xuất sắc nhất ở hàng loạt lễ trao giải trong nước, trở thành nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Năm 2010, cô Hyun Jung tiếp tục công phá màn ảnh Hàn, cùng anh trai lập nên đế chế riêng, công ty giải trí IOK Company và sau đó xuất bản sách, sản xuất phim, kinh doanh thời trang, thử thách với những cương vị mới như MC, giáo sư trường đại học Trung Quốc. Chiếc quyền trượng về tay nữ hoàng sau bao khó khăn, Go Hyun Jung lúc này cũng đã khác xưa rất nhiều, không còn là người phụ nữ cam chịu sau tấm tạp dề mạ vàng mà gia tộc nhà chồng tùy tiện ném cho cô. Năm 2009, Go Hyun Jung quyết định phơi bày cuộc sống hôn nhân địa ngục trên sóng truyền hình và tạo nên cơn địa chấn cực kỳ lớn. Hiện cô nàng đã có trong tay tất cả, trừ một mái ấm gia đình. Chồng cũ của cô đã cưới vợ mới, con trai con gái cũng đã vào đại học. Chúng chưa từng một lần được gặp mẹ, chỉ vì thế lực quá lớn của nhà Jung Jong Jin. Nói về hành trình quật cường suốt 15 năm để tìm lại ánh hào quang, cô Hyun Jung cho biết cô quyết định đóng phim trở lại chỉ với mục đích để các con có thể nhìn thấy mẹ chúng trên màn ảnh. Bức tường ngăn cách năm xưa vẫn tồn tại, thực trạng phân tầng giai cấp xã hội vẫn còn đó. Cô Hyun Jung dù quyền lực đến thế nào vẫn phải chịu thua trước đế chế hùng mạnh của nhà Samsung.